Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 346 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư yếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Hôm nay là một cái câu chuyện liên quan tới trùng tang, được kể lại từ một anh trai. Anh nói thì cái câu chuyện này nó xảy ra hồi năm 1997 á. Năm đó thì anh cũng là một cái thằng học sinh thôi, còn học tiểu học chứ chưa phải là lớn gì lắm đâu. Nhưng mà anh cũng đã đủ nhận thức để mà biết được những cái câu chuyện liên quan tới trùng tang nó xảy ra dòng dòng ở trong xóm của anh. Do còn học tiểu học mà, bởi vậy anh cũng mê chơi dữ lắm. Tối ngày cứ tụ tập đi chơi với đứa này tới đứa kia. Đặc biệt á, ở trong xóm của anh cứ hễ mỗi lần mà có nhà ai có đám ma đó là sẽ tới đó, coi đám ma, coi người ta liệm, đánh trống thổi kèn. Rồi á, tới khi mà người ta mang đi chôn đó, anh rất là khoái để mà xin người ta được cầm ba cái lá cờ tang đó, cầm giùm cho gia chủ người ta. Mỗi lần đi cầm giùm vậy đó thì người ta sẽ cho 500 đồng ngàn để mua bánh mua kẹo gì ăn khoái gần chết. Nói chung lâu lâu trong xóm thì cũng có cái đám ma. Nhưng mà có cái giai đoạn năm 97 đó thì không biết tại sao trong cái xóm của anh cứ liên tục xảy ra đám ma. Mà không phải nhiều nhà đâu, chỉ xảy ra duy nhất ở một cái gia đình thôi. Gia đình đó là gia đình của cái chú Út Chiến. Cái chú Út Chiến này cũng là một cái người anh em cột chèo với lại cái người chú ruột của anh. Cho nên là anh cũng được chú ba này ổng kể lại những câu chuyện liên quan tới nhà của chú Út Chiến đó. Nói cho bạn nào chưa hiểu thì anh em cột chèo có nghĩa là hai người này đều làm rể trong một cái gia đình thì gọi là anh em cột chèo. Nói về cái chú Út Chiến này, thời điểm đó ổng cũng đã khá lớn tuổi rồi. Năm 97 mà ổng đã có cái thằng con đầu lòng gần 40 tuổi rồi đó. Vậy thì thời điểm đó ổng cũng tầm khoảng 60 ngoài rồi. Ổng thì có ba đứa con, hai trai một gái. Cái đứa con út của ổng là cái chị con gái út đó, thì cái chị đó sinh năm 1983. Vợ của ổng tên là cô Ba Hường. Chẳng qua ổng là anh em cục chèo với lại chú ruột của anh á, thì anh mới kêu ổng bằng chú thôi, chứ thiệt ra cái tuổi của ổng bằng tuổi ông nội của anh thời điểm đó luôn đó. Mọi chuyện nó bắt đầu kể từ khi cái bà già vợ của chú Út Chiến này á, có nghĩa là mẹ ruột của cô Ba Hường đó, bà bị bệnh đi. Tại vì thời điểm đó cái bà cụ này á, bà cũng đã lớn tuổi lắm rồi, đã ngoài 90 tuổi, nằm bây giờ là liệt giường, chỉ là chờ thời thôi đó. Cho nên á, là cứ hễ mỗi ngày những cái người con dâu con rể á, là sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho cái bà cụ này. Do cô Ba Hường cũng là con gái ruột mà, hiện tại đang ở riêng với chồng của mình. Cho nên là tới cái ngày mà thay ca đó, thì tầm khoảng 7 giờ mấy 8 giờ tối, bà sẽ xách chiếc xe đạp để mà chạy qua nhà của má mình á, thay những cái đứa em của mình chăm sóc cho má. Tối đêm đó cũng như vậy, bà cũng dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, rồi cái bà đóng cửa lại, bà chuẩn bị bà đi. Nhưng trước khi bà đi, bà có nhắn lại với ông chồng của bà là chú Út Chiến đó. Bà nói ông bữa nay ở nhà đó, coi cửa nẻo cẩn thận nha. Chứ không hiểu sao mà mấy bữa nay, mỗi lần mà trước khi đi vô ngủ á, tôi đóng cửa lại là tôi thấy ai cứ thập thò thấp thó ngoài đầu hẻm nhà mình không à. Tầm khoảng 4-5 người vậy đó, nó đen thùi lùi à, tôi sợ ăn trộm thôi. Bởi vậy là ở nhà coi cửa cho đàng hoàng nha, rủi ba cái thằng mà trộm chó nó vô nó ăn cắp là không còn con nào đó. Nghe vợ mình nói vậy á, thì chú Út Chiến ông mới nói trời ơi thì cứ lo đi đi, tôi ở nhà mà bà lo cái gì. Ba cái thằng đó nó vô á, nó cũng có cái gì đâu mà nó lấy, nhà mình có cái gì đâu. Với lại á, ma cỏ nó vô nhà tôi cũng biết, huống chi là ba cái thằng ăn cắp đó. Rồi hai vợ chồng nói xong, bà cũng xách chiếc xe đạp, bà chạy qua nhà của má bà. Trên đường đi á, bà mới vừa chạy được đoạn thôi thì bà cảm giác giống như là phía sau á, lúc nào cũng có chắc tầm khoảng cả chục người cứ chạy bộ mà chạy dò không á, phình phịch sau lưng của bà vậy nè. Bởi vì bà mới sợ, bà chạy thiệt lẹ về tới nhà của má bà. Tại vì á, bà cứ nghĩ đó là ăn cướp ăn trộm gì không à, chứ không nghĩ ma cỏ gì đâu. Về tới bển thì cũng chăm sóc cho má mình, thay tã rồi cho bà uống sữa nọ các kiểu. Tới buổi sáng thì bắt đầu giao cái ca này lại cho cái người em trai của bà.
Sau khi mà giao công chuyện chăm sóc má mình lại cho em trai đó, thì cô Ba Hường cũng bắt đầu xách chiếc xe đạp rồi chạy đi về nhà. Nhưng cái ý của bà đó là bà muốn đi ra một cái đường lộ lớn á, để mà ghé mua vài ký phân đạm về để mà tưới cho ba cái cây. Chính vì vậy đó mà bà không có đi cái đường nhỏ, bà đi ra luôn cái đường quốc lộ. Mà cái đường quốc lộ xe nó chạy còn hơn bánh canh nữa, nó chạy dèo dèo xe lớn không vậy nè. Bà thì từ phía trong đường nhỏ bà đâm ra, mà trong khi cái tiệm bán phân bón vật tư xây dựng á, nó nằm tuốt ở bên xéo xéo phía bên đường bên kia á, cho nên là bà phải băng qua đường. Cái lúc bà khựng khựng lại bà băng qua đường vậy nè, bà cũng nhìn trước nhìn sau đồ kỹ dữ lắm luôn nha. Bà qua được tới nửa cái làn đường bên kia rồi thì bất ngờ từ hướng ngược lại có một cái anh đó, ảnh chạy cái chiếc xe mà chở heo đó, không biết chở kiểu gì đi kiếm ai mà chạy rất là nhanh. Do là nhanh nó thắng đâu có kịp đâu. Bả thì bả dẫn qua bên đây xéo vậy nè, ảnh thì ảnh cứ chạy tới. Hai người đâm nhau một cách trực diện luôn, bởi vậy nó làm một cái ầm vậy nè, hai chiếc nào cũng ngã hết. Cái khúc đó nhà cửa người ta cũng đông lắm, bởi vậy sau khi mà cái vụ tai nạn nó xảy ra rồi đó, người ta cũng chạy lên người ta coi, là người ta báo luôn với chú Út Chiến là chồng của bả liền rồi. Ổng với mấy đứa con cũng chạy ra ngoài này. Ra ngoài này thì thấy là bà nằm thoi thóp ở đó, máu mũi, máu miệng, máu lỗ tai nó chảy ra hết rồi. Là bà mất tại chỗ, chưa kịp kêu ba cái xe cấp cứu này nọ đưa đi bệnh viện nữa. Trong khi đó thì cái anh chở heo cứ ngồi co ro vậy nè, không biết làm cái gì hết. Nhưng thôi, trước mắt đó là phải chở bà về nhà đi, chứ giờ cũng mất ở đó rồi, đâu còn hơi thở nữa đâu. Sau đó thì hình như cái vụ này người ta cũng tự hòa giải với nhau, tại vì ai cũng có một cái phần lỗi. Cô này thì cổ băng qua đường mà, có thể là cổ không có ngó trước ngó sau kỹ càng, anh kia cũng như vậy cho nên là chắc xí xóa thôi mà, không có làm lớn. Bây giờ cái quan tâm là cái đám ma của cô Ba Hường này nè. Ngay sau khi mà cổ vừa tắt thở đó, là đã có người chạy về thông báo cho gia đình, báo cho những người trong chòm xóm người ta biết cái thông tin này luôn rồi. Tại vì thời điểm đó cái xóm của anh đó cũng đoàn kết dữ lắm, cứ hễ có ai chết chóc gì đó là sẽ chung tay lại để mà làm cái đám ma thiệt là tươm tất. Mà đặc biệt cái gì nè, trong xóm của anh á, cũng có luôn một cái ông thầy. Ông thầy này á, thì vừa là đệ tử ruột của một vị sư ông ở trong chùa, gọi là sư trụ trì đó. Thứ hai nữa, ổng cũng là thầy, ổng chuyên ở nhà bốc thuốc cho người ta, biết luôn ba cái chuyện nè, trùng tang nè, rồi những cái chuyện mà có về bắt gia đình hay không, ba cái chuyện bùa ngải là ổng cũng biết nữa. Ổng cũng chơi với cái xóm này, cho nên cứ hễ xóm này mà có nhà ai đám ma đó, chưa kịp mời những cái vị thầy cúng tới tụng kinh là ổng đã có mặt rồi. Có mặt để làm chi? Để mà coi thử coi cái người này mất á có được giờ hay không, rồi coi luôn cái giờ tẩn liệm, giờ chôn, coi giùm cho gia chủ, tại vì cũng chỗ người quen mà. Bởi vậy mà không biết ai nói tới tai của ổng á, khi mà đưa cái cô Ba Hường này về nằm ở đó, chưa kịp rửa ráy, chưa kịp thay đồ gì hết trơn á, người nhà người ta đang lây quay gì nè, thì ổng đã qua tới bên nhà rồi. Ổng hỏi: ủa gì vậy, bộ ông Ba Hường mất rồi hả? Thiệt ra là hồi nãy giờ cũng đã có người cho ổng hay rồi, kiểu như là người ta cũng muốn ổng qua giúp đỡ gia đình này vậy đó. Mà bình thường ở nhà mà chuẩn bị có đám ma đó là anh em trong dòng họ sẽ tụ họp lại, bàn coi bây giờ á đãi bao nhiêu, rồi mua cái hòm tầm khoảng nhiêu để mà phù hợp với kinh tế gia đình của mình. Chưa kịp họp bàn lại gì hết trơn á thì ổng đã có mặt rồi. Bởi vậy là ổng mới hỏi là: ủa chết hồi nào, bị cái gì mà chết, nhớ rõ cái khung giờ là chết hồi nào không? Lúc đó thì chú Út Chiến cũng nói lại cho ổng nghe. Ổng tính toán với lại ổng ghi nhớ cái tuổi, cái ngày sanh của cô Ba Hường này á, thì ổng nói vợ của chú chết ngay cái giờ đọc trùng rồi nha, mà cái giờ này á nó cũng khắc với lại cái tuổi của vợ chú nữa, cho nên nó là không phải làm đám ma một cách bình thường. Cái đám ma này á phải làm theo cái cách của sư của tôi mới được. Tại vì một cái người mà người ta chết ngay cái giờ trùng tang á, mình không thể nào làm đám ma bình thường giống như là những cái người mà người ta chết bình thường được đâu. Nói chung tôi nói vậy chắc là chú hiểu rồi đúng không? Vậy thôi bây giờ anh em trong nhà cứ coi rồi tính toán này nọ làm đám đi ha. Chứ còn tôi đó, tôi chạy về bên chùa, tôi còn hỏi sư ông nữa để coi ý kiến của sư ông sao, chứ không phải là tôi muốn làm thì tôi làm đâu. Rồi thì ổng mới chạy tọt về chùa. Còn lại trong nhà, phần thì lo tắm rửa thay đồ cho cô này, phần thì họp bàn lại coi tổ chức cái đám ma ra làm sao. Sau khi mà cái ông thầy sáu đậm này á, ổng nói lại những cái lời đó thì chú Út Chiến ổng sợ lắm. Ổng rất là sợ cái chuyện trùng tang. Mặc dầu hồi đó giờ á, mình chưa thấy tận mắt trong làng, trong xóm mình có nhà nào bị, nhưng mà cũng từng nghe những người lớn người ta kể lại á, trùng tang là khổ lắm. Tại vì trong một gia đình nếu như mà đã mắc cái trùng tang này rồi á, thì nó sẽ kéo theo những cái chết, mà chết toàn lý do gì đâu không hà, rồi rủi như á, chết hết trơn rồi, tuyệt tự tuyệt tôn luôn á, rồi ai nói giọng nói giống. Cái đó là cái ông sợ nhất.
Chính vì vậy đó mà ổng nói luôn với lại những người anh em trong nhà của ổng cho người ta biết, để mà đợi cái ông thầy này á, ổng qua bên chùa nói chuyện với vị sư ông thử coi người ta có cách gì hay không. Rồi á, ở nhà cứ lo mua hòm gương này nọ, chuẩn bị được cái gì thì chuẩn bị. Còn về cái phần của ông thầy này, ổng chạy qua tới bên chùa để mà ổng nói cái vấn đề này với lại vị sư ông. Sư ông thời điểm đó cũng đã ngoài 80 tuổi rồi, đã tuổi cao sức yếu, chỉ là hả ngồi trên chiếc xe lăn thôi, di chuyển là phải có người đẩy, chứ sư ông không còn đi đứng được nữa. Sau khi mà vô tới chùa thì ông thầy ổng cũng nói chuyện với lại vị sư ông, nói ra tên tuổi rồi á, chết vậy đó thầy, cũng là chỗ quen của con. Nghe xong á thì sư ông cũng nói ừ biết rồi, thôi bây giờ á nhanh chóng đi về bển, kêu gia đình của bển đó ha, chuẩn bị cho tôi á làm cua càng á, có nghĩa là ba cái con cua đồng của mình đó, kiếm cái con cua nào thiệt là chắc thịt nha, mua thiệt nhiều đi, mà đặc biệt nè, kiếm cái con nào á mà còn đầy đủ ba cái càng, ba cái cẳng của nó nha, đừng có làm rụng càng gì hết. Rồi đi ra chợ đó kiếm mua hai cái con lươn còn sống, mua thêm 10 cái niêu bằng đất nữa, rồi đợi chừng nào mà có mấy đứa trong chùa đó nó rảnh tay á thì nó chở tôi về bển á, rồi qua đó là tôi tụng niệm cho. Nhưng mà tôi nói với thầy nè, thầy cũng phải hỗ trợ tôi nghe, chứ bây giờ tuổi cao sức yếu rồi, tôi cũng không có thể nào có đủ khả năng để mà giải được cái trùng tang trong cái nhà này được. Với lại một cái điều quan trọng nữa, về bển nói với nhà bển đó là kêu những ai mà có cái tuổi xung khắc với lại cái người mất đang nằm trong nhà đó thì tránh ra, đừng có lãng vảng trong cái khu vực nhà này, tránh ra ngoài né né ra đi, chừng nào làm lễ xong thì muốn tiếp cận cũng được. Khi mà nói chuyện, hỏi ý kiến của sư chủ trì xong rồi, thì cái ông thầy sáu đậm này nè, ổng mới chạy về bên nhà của chú Út Chiến á, để mà thông báo cho mọi người, ừ, một hồi nữa nhanh chóng đi chuẩn bị này này này, chuẩn bị y chang vậy, đem về để ngay trong cái nhà đi, rồi một hồi sau á, có người chở sư cụ qua, thì sư cụ bắt đầu tiến hành cái lễ. Lúc đó thì người nhà cũng tức tốc đi mua về đủ đồ hết trơn luôn rồi, thì tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, ba cái người đệ tử trong chùa nữa của vị sư cụ này á mới dắt sư cụ qua tới bên nhà. Thứ nhất là đưa sư cụ qua, thứ hai á là để hỗ trợ sư cụ luôn, tại vì mình ơn sư cụ làm không có nổi. Anh nói làm cái buổi lễ đâu tầm khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ ròng rã luôn. Người á thì tụng kinh, người á thì niệm Phật, người á thì gõ chuông, gõ mõ tùm lum hết. Nói chung rất là nhiều, rất là uy nghiêm luôn nha. Sư cụ á, do là những người tu trong chùa mà, bởi vậy là sư cũng mặc áo cà sa, những cái bộ đồ tràng đó, những vị đệ tử kia cũng vậy. Nhưng riêng cái thầy Sáu Đậm này, do thầy cũng có làm ở nhà riêng nữa, thầy theo cái trường phái là cũng như là biết bùa biết ngải này nọ đó. Chính vì như vậy mà cái ông thầy Sáu Đậm này, ổng không có mặc áo cà sa, ổng mặc cái áo bát quái, giống như là những cái vị thầy bên Trung Quốc mà người ta đi bắt cương thi vậy đó. Ổng ngồi ngay phía sau lưng của vị sư cụ vậy nè. Nhưng mà có lẽ như là cái chuyện cắt trùng tang này nó không có đơn giản vậy đâu, đâu phải cúng 1-2 tiếng đồng hồ là xong. Còn nữa, thiệt ra hồi nãy giờ chỉ là trợ niệm, hộ niệm cho cái người mất này, người ta được nghe những cái bài kinh giảng sanh, người ta giảng sanh một cách nhanh nhất thôi hà, chứ chưa có đá động gì tới cái chuyện mà giải trùng tang hết trơn á. Bây giờ mới bắt đầu đây nè, thì bắt đầu những cái vị sư thầy lại tiếp tục ngồi ngay tại cái chỗ này, rồi lập thêm một cái đàn khác để mà cắt trùng tang. Thường trong cái đám ma đó thì người ta cũng sẽ có hai cái bàn cúng. Ở cái bàn cúng phía trước á, sẽ là cúng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi Phật này nọ đó. Thứ hai á, là cái bàn ngay trước cái đầu hòm, chỗ đó là cái bàn vong để cúng vong. Nhưng do cái trường hợp của cô Ba Hường này, cổ mất vì cái giờ trùng tang, cái dòng họ này có thể bị trùng tang, cho nên thôi bây giờ á, mình sẽ cúng thêm thần trùng nữa, để mà nếu như có trùng tang á, thì cắt luôn cái trùng tang này. Anh miêu tả một cách rõ ràng như thế này, trước khi mà liệm cái xác của cô Ba Hường này đó, thì những vị sư thầy người ta có những cái bộ linh phù để mà dán vô lòng bàn tay, lòng bàn chân, rồi lưng, rồi bụng của người chết nè, thậm chí là dán vô đít hòm, dán lên trên nắp hòm luôn nữa, để mà ngăn chặn phần nào cái chuyện trùng tang xảy ra trong gia đình này, rồi kết hợp thêm cái buổi lễ này nữa thì nó mới linh nghiệm. Dán xong hết trơn rồi mới bắt đầu tẩn liệm cái người chết này. Quay về những cái người thầy này á, thì người ta đang ngồi giữa nhà ngay trước cái đầu hòm vậy nè. Cái người ngồi chính giữa chính là sư ông ngồi chính giữa. Còn bốn người còn lại á, chính là ba người đệ tử của sư ông, với lại cái ông thầy Sáu Đậm đó, là cái ông thầy mà hồi đầu đã chạy qua nhà của chú Út Chiến đó. Sư ông cũng mặc cái bộ đồ cà sa mà có đội trên đầu một cái nón màu vàng vàng bự bự á, giống như là những cái vị cao tăng ở bên phim Tây Du Ký vậy đó. Trong cái lúc này là những người kỵ tuổi với lại cái cô Ba Hường á đã được đưa ra khỏi nhà hết rồi nha, không có ai tập trung ở đây đâu.
Mới đầu thì sư ông có chuẩn bị một cái cuộn chỉ màu đỏ vậy nè, giống như là cái chỉ len, chỉ mai đồ vậy đó. Rồi thì tất cả 5 người bắt đầu kết ấn lại, bắt cái tay lại kết ấn rồi chắp cái tay trước mặt vậy nè ha. Nhờ người cột cái sợi chỉ đỏ này liên kết làm sao từ những cái ngón tay cái của người này cột qua ngón tay cái của người kia, cột thành một vòng kết nối 5 người lại. Vòng vòng cái chỗ của 5 người đó thì sư ông có để những cái tấm lưới đánh cá đó, ba cái lưới mà vậy đó ha, để vòng vòng chỗ của mỗi người vậy nè. Rồi còn 10 cái niêu đất đã kêu chuẩn bị sẵn đó, để sắp thành nguyên một hàng dài đi, để sẵn ở đó hai con lươn sống với lại một cái đống cua đồng vậy nè. Mà trên cái tấm lưới vòng vòng chỗ mọi người ngồi đó, thầy cũng đã có dán rất là nhiều những cái lá bùa. Trên những cái lá bùa này á, vẽ rất là nhiều những cái chữ bùa luôn, mà vẽ bằng mực chu sa nha, dán nhiều lắm. Đó thì bắt đầu sư ông cùng với ba người đệ tử cùng thêm cái ông thầy sáu đậm nữa mới ngồi đọc kinh đọc chú. Không có ai đọc giống ai hết, mỗi người đọc riêng mà đọc thầm ở trong miệng á. Đọc xong rồi bắt đầu sư ông mới lấy cái kéo, sư ông cắt từng khúc của cái sợi chỉ đỏ nè, cắt ra. Cắt ra xong rồi thì sư ông mới chia những khúc chỉ này bỏ lần lượt vô trong 10 cái hũ niêu đất đó. Còn hai con lươn sống thì sư ông mới bỏ nó vô hai cái niêu đất đầu tiên. Hiện tại đã bỏ hai cái rồi, còn 8 cái còn lại sư ông sẽ đánh số thứ tự từ 1 cho tới 8. Bắt đầu thì sư ông sẽ bỏ những con cua đồng này vô trong những cái niêu đất mà số lẻ. Chỉ là bỏ vô cái niêu số 1, số 3, số 5, số 7 thôi, chứ không có bỏ vô trong những cái niêu chẵn. Còn cái niêu mà số chẵn đó thì sư ông sẽ bỏ những cái tấm lá bùa trên cái tấm lưới này nè, bỏ vô trong đó rồi đậy nắp lại. Khi mà đậy nắp thì vẫn có dán thêm bùa nữa nha. Dán xong hết trơn rồi đó thì sư ông mới kêu á, làm người nhà đem những cái hũ này đi chôn vòng vòng nhà đi, còn cái vị trí chính xác ở đâu á là do ba cái người đệ tử của sư ông người ta chỉ định rồi chôn vòng vòng cái nhà này. Từ hồi đầu buổi chiều tới giờ là tụng kinh, bây giờ làm xong cái buổi lễ á là đã 11-12 giờ khuya, ai cũng mất sức hết trơn. Cho nên đó là cái ông thầy sáu đậm cùng với ba người đệ tử đó mới đi ra ngoài cái băng ghế đá phía trước nhà để mà ngồi nghỉ mệt. Ai nấy cũng mệt dữ lắm luôn rồi. Rồi một hồi sau thì sư ông mới nhờ người đưa sư ông ra ngoài này ngồi. Lúc đó chú Út Chiến á, ổng cũng ngồi đây nữa. Ổng biết là ai cũng mệt rồi, nhưng mà không biết là đã cắt được cái trùng tang chưa. Ổng chưa kịp hỏi nữa thì sư ông mới cầm một cái lòng bàn tay bên phải của chú Út Chiến lên. Cái sư ông mới dùng một cái ngón tay á, sư ông vẽ vẽ đại một cái chữ gì đó, nó ngoằn ngoèo nè, mà vẽ trong không trung á nghe, vẽ ở trên cái lòng bàn tay của chú Út vậy nè. Vẽ xong rồi thầy mới nói á, thiệt ra là phía bên nhà chùa cũng đã cố gắng dữ lắm luôn rồi, nhà chùa không có làm được giùm cho cái gia đình này. Tại vì cái chuyện trùng tang á, không phải là mình cứ can thiệp á là mình giải được đâu. Nhiều cái ngôi chùa cũng cố gắng làm nhưng mà chưa có đủ cái sức để mà làm. Hiện tại chỉ có duy nhất chùa Hàm Long á là cái chùa đó người ta có thể cắt được trùng tang thôi. Chứ ở đây á, thấy cái chuyện này thì cũng phải giúp cho gia chủ, mà hiện tại là làm không có được. Nhưng mà nói chung chú đừng có lo, tại vì cái chuyện trùng tang này á, chưa chắc mình đã bị một cái người trùng tang, cái nguyên gia đình của mình ai cũng chết là không có phải. Nó còn dựa vô á, cái nghiệp, cái đức của gia đình mình nữa. Phải coi coi á, cái đức với lại cái phước của gia đình này nè, còn dày hay là mỏng. Nếu như phước còn dày á, thì yên tâm, đâu có chết chóc gì. Chứ nếu mà bị trùng tang rồi á, phước mỏng nữa thì chắc chắn là sẽ bị nha. Sư ông nói xong rồi thì sư ông mới quay qua nói chuyện với lại cái thầy sáu đậm. Nó bây giờ còn sáu đậm nè, ngày mai khi mà mang cái hòm của cô Ba Hường này đi ra ngoài đồng chôn đó, nhớ là làm cái gì hồi chiều chú nói với thầy thì chú làm là y chang nha. Tại vì sau khi mà chú về nhà, chú tu tập riêng, chú đi theo cái phái hệ tu tập gì đó tôi không biết. Cái đó là cái chuyện của chú. Chú coi á, giúp được nhà người ta làm sao thì chú giúp. Tại vì cái chuyện học bùa thì cũng chia ra nhiều chi nhiều phái lắm, chứ không phải là cứ đi tu tập rồi học bùa cơ bản một cái bùa đâu, nhiều loại bùa lắm. Sau khi mà nói chuyện dặn dò xong rồi thì ngay trong đêm đó, ba cái vị đệ tử kia thì người ta cũng đưa sư ông về chùa để mà sư ông nghỉ ngơi. Chùa cũng gần thôi chứ không có xa. Còn riêng cái thầy sáu đậm này, thầy vẫn ở đây để mà thầy coi trong nhà còn giúp cái gì không á, thầy giúp. Thầy cũng tranh thủ thầy về, tại vì sáng ngày mai á đã mang cái hòm của cô Ba Hường này đem đi ra ngoài đồng để mà chôn rồi. Cái thời điểm mà chôn á thì anh cũng có chứng kiến luôn, anh thấy là bà con chòm xóm người ta cũng phụ đông lắm, nói chung á là cũng tình làng nghĩa xóm mà. Trước đó thầy này ổng có chuẩn bị một cái chén máu gà rồi, khi mà bắt đầu khiêng cái hòm đi ra khỏi nhà đó, ổng mới kêu là người ta khựng lại xíu đi để cho ổng vẽ một cái đạo bùa thiệt là lớn. Cái đạo bùa này nó bự lắm,
Ông vẽ làm sao mà nó bự, nó văng kính hết trơn nguyên cái mặt áo quan của cô Ba Hường luôn. Một cái màu đỏ ngầu luôn, toàn là máu gà không mà. Một hồi sau cái nó khô rang lại luôn. Khi mà vẽ xong rồi thì ổng còn đứng ở đó, ổng đọc kinh, đọc chú gì cả buổi trời á. Thì bắt đầu người ta mới di quan ra ngoài ruộng. Lúc đó thì cũng không có ai dám hỏi nhiều đâu, tại vì dù sao cái ông thầy Sáu này, ổng cũng từng là người ơn của những người trong cái xóm này. Người ta cũng biết đó là theo cái phái hệ tu tập của thầy Sáu. Bởi vậy thầy Sáu làm những cái chi tiết đó khá là khác với bên nhà Phật, vẽ bùa, vẽ chú này nọ đó. Rồi thì đạo tiền người ta cũng khiêng hòm cái cô này ra ngoài để mà chôn. Nói chung là cái buổi lễ diễn ra suôn sẻ, không có gì hết. Cho tới khi mà gần cái đám 49 ngày của cô Ba Hường này á, lúc đó là mọi người cũng đang chuẩn bị làm cái lễ để mà đãi tiệc cho mọi người luôn rồi. Rồi sẵn là ôm lại 7 cái thất vừa qua, chưa kịp chuẩn bị lễ lọc gì hết trơn á, thì ở trong nhà này lại xảy ra thêm một cái chuyện nữa. Chuyện á là trong khi mọi người đang lay quay để mà coi chuẩn bị cái đám 49 ngày sau á, thì mới hay tin đó là má bên nhà bà mất rồi. Đó chính là cái bà cụ, bà già vợ của chú Út Chiến này đó, bà qua đời tại vì bà cầm cự không có nổi nữa. Khi mà cái bà cụ này bà mất á, thì không có ai nghĩ cái chuyện trùng tang đâu, tại vì bà cụ bệnh lâu rồi mà. Lẽ ra bà cụ bà mất từ lâu rồi, bà gắng gượng được tới bữa nay là cũng hay dữ lắm luôn đó. Với lại một phần nữa, ở nhà cũng nghĩ cái nhà mình không còn chuyện trùng tang đâu, tại vì cái ông thầy Sáu Đậm á, ổng cũng đã giải giùm mình luôn rồi mà. Bữa hôm đó làm lễ làm bùa quá trời luôn, không lẽ còn nữa. Rồi cái trong nhà cũng làm đám ma cho bà cụ này như bình thường thôi, cũng đồng thời là làm luôn cái buổi lễ 49 ngày, nhưng mà làm nhỏ nha, tại vì cũng trùng với cái đám ma này. Cái lúc mà lo tang sự cho bà cụ á, thì cái người mà đứng ra đó không phải là ông thầy Sáu Đậm, là một cái ông thầy khác trong xóm nữa. Thầy đó là thầy Dũng. Tại vì thời điểm đó thầy Sáu Đậm đi hốt thuốc chữa bệnh cho ai á, ổng không có ở nhà. Với lại buồn thêm một cái nữa là vị sư ông á, thời điểm này cũng qua đời luôn. Tại vì sư ông cũng rất là lớn tuổi luôn rồi. Mà anh nghe đâu cái lúc sư ông viên tịch á, người ta cũng lời ra tiếng vô dữ lắm, nói nhà của anh đó có cái chuyện trùng tang. Rồi sư ông qua cúng giúp đây nè, không biết là trùng tang nó có quật ổng hay không, mà bây giờ sư ông mất rồi. Quay trở lại nhà của chú Út Chiến này, sau khi mà làm đám tang cho má của mình xong rồi đó, thì mọi người đâu có sợ, đâu có bàng hoàng gì. Cho tới một cái sự việc, đó chính là cái người con trai lớn của chú Út á, tự nhiên chết mà không biết lý do tại sao. Nói về cái người con trai lớn của chú Út Chiến này á, thời điểm đó ổng cũng đã ngoài 40 tuổi rồi, muốn ngang bằng với tuổi của cha anh luôn đó. Cái anh đó thì anh tên là Trọng, cũng có vợ rồi, hai vợ chồng ra riêng, mà ở kế bên nhà của chú Út Chiến vậy nè. Chính vì ra riêng rồi, cho nên là nhà của vợ chồng anh Trọng đó, thì cũng có cửa rào đàng hoàng luôn nha, nhưng mà không có chia cách cái hàng rào tách giữa nhà của ảnh với lại nhà của chú Út Chiến. Tại vì hồi đó còn thuận thảo á, thì cứ tính đó là thôi, thí dụ có đám tiệc hai bên gì đó thì mình đã chung cho cái sân nó rộng. Nhưng mà không biết tại sao á, hiện tại bây giờ cái xung thiên lên, đòi là làm cái hàng rào ngăn cách nhà mình với lại nhà của ông ba đi, chính là nhà của Út Chiến đó. Thành ra cứ xung đột vậy đó thì cha con đâu có tình cảm. Ông Út Chiến này á, ổng cũng không có thương gì cái thằng con này đâu. Thêm một phần nữa, cái anh Trọng này á, ảnh nói chung là cũng không có nghề ngỗng gì nhiều. Hai vợ chồng chỉ tối ngày ở nhà trọng này trọng ở kia. Rồi cái lâu lâu á, có ai mà mướn xe ôm gì đó thì cứ chạy đi xe ôm thôi. Kiểu là ai mướn gì làm cái đó. Bởi vậy á, cũng quen giao du với bạn bè ở ngoài nhiều. Cứ chiều nào cũng nhậu nhè be bét hết. Về á là cãi lộn cãi lạo với lại vợ con. Ổng thấy là ổng ghét cực kỳ. Nhưng mà hồi đó giờ á, cái cô Ba Hường chính là vợ của chú Út Chiến á, bà cưng cái anh Trọng này dữ lắm. Tại vì anh Trọng được cái mồm, được cái mép, bà thương hơn là hai đứa con kia. Chắc cũng chính vì cái lý do đó đó mà sau khi cô Ba Hường này cổ chết rồi, cổ mới kéo theo cái người con trai này luôn nè. Do bà cũng còn cái vụ trùng tang mà. Cái chuyện nó là như vậy. Sau cái ngày đám tang của bà ngoại anh Trọng, chính là bà cụ, là bà già vợ của chú Út Chiến đó, đám ma chôn cất xong rồi, thì cái anh Trọng này ảnh mới qua bên nhà của chú Út Chiến. Ổng nói ba ơi, bây giờ vợ chồng con á, ra riêng cũng lâu rồi, bây giờ con cũng muốn riêng tư. Thôi ông ấy bây giờ ba cho tụi con xây lên cái bức tường ha, con ngăn giữa nhà của ba với nhà của con, rủi có gì sau này mình chia đất cho nó dễ. Nói chuyện mà cái giọng cứ lè nhè gì nè, hình như là mới nhậu xong. Thì chú Út Chiến ông nghĩ là thôi, trước sau gì thì cũng phải cho nó, cũng phải tách, phải ngăn ra, tại vì còn thằng con trai giữa với lại nhỏ cái Út nữa, thôi giờ kệ cũng cho nó đi. Đó thì ổng cũng đồng ý luôn. Nói chuyện cái vụ này xong á, thì cái anh Trọng đó ảnh mới nói chú Út Chiến dậy. Ảnh nói con biết sao nữa ba, mấy bữa nay con nằm ngủ mà con thấy mẹ ba dậy.
Bà về bà cứ đi vô cái phòng của con, bà cứ đứng bà nhìn con hoài luôn. Mà con thấy rõ ràng luôn đó là có hai cái ông đó đứng kế bên mẹ luôn. Cái bà mẹ như là bảo ngoắt con đi vậy đó. Con sợ quá con thức dậy liền luôn. Nói vậy nhưng mà chú Út Chiến không có tin. Ông mới nói bay tối ngày bay uống rượu lè nhè về, rồi nhìn cái này cái kia tào lao, nhìn một mà ra số 10 đó. Bởi vậy mày đừng có nghĩ tào lao nữa. Mẹ mày chết thì bà đầu thai rồi, bà không có về làm gì đâu. Thì nói chung là hai cha con nói chuyện giả lả vậy thôi, với lại cái chuyện đó cũng là giấc mơ mà, chắc cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Cái anh Trọng thì anh cũng đi về. Vậy đó, mà chú Út Chiến này đâu có biết, trong tầm khoảng 3-4 ngày sau luôn là hầu như đêm nào vợ chồng của anh Trọng này ngủ á, thì anh Trọng luôn luôn nghe cái tiếng kêu tên của mình. Cứ kêu Trọng ơi Trọng, Trọng ơi, thức dậy đi Trọng ơi, Trọng ô. Cứ kêu vậy hoài đó, cái chị vợ này cũng nghe luôn. Mà anh Trọng này á đâu có phải tỉnh táo như người ta. Cứ về nhà nằm ngủ là đã có rượu, đã có men trong người rồi. Cứ tưởng đâu mấy thằng bạn mình nó rủ, nó kêu mình đi nhậu không à. Thành ra mỗi lần nghe cái tiếng kêu đó là kêu tao nè chúc tao ra liền. Mà trong khi đang ngủ, khuya lắc khuya lơ rồi, có thằng bạn nhậu nào mà nó rủ đâu. Cái chị vợ đêm nào cũng thức trao tráo thấy chồng mình trả lời, mà đâu có ai kêu chồng mình đâu. Cái cũng qua nói lại cho chú Út Chiến nghe, ổng cũng không biết phải làm sao nữa. Vậy đó, mà đụng cái cho tới cái ngày thứ 49 của bà ngoại, của bà cụ đó. Thì cái ngày thứ 49 này cũng chính là cái ngày cúng 100 của cái bà cô Hường, là vợ của chú Út Chiến luôn rồi. Tại vì hai má con mất cách nhau có 49-50 ngày thôi à. Nói chung cái bữa hôm đó giống như là gộp hai cái đám này làm chung một cái đám thiệt lớn vậy đó. Một cái đám 49 ngày với lại một cái đám xả tang 100 ngày. Tại vì có nhiều gia đình á, người ta làm những cái đám này rất là lớn, mời bà con chòm xóm chung quanh nhiều lắm. Cái nhà này cũng như vậy. Bởi vậy là từ hồi sáng sớm á, mới có 3-4 giờ sáng à, thì cái chị đẹp á, chính là vợ của anh Trọng này nè, mới lờm cơm thức dậy để mà đi qua bên nhà ngoại á, làm cái đám 100 ngày cúng cho ngoại. Bình thường thì anh Trọng chở chị đi không à, cho nên chỉ lờm cơm thức dậy thì chỉ có khều chồng mình thức dậy. Ê anh, đi thức dậy qua bên làm đám cúng bà ngoại nè, ngủ hoài vậy. Anh Trọng cũng không cựa quậy gì hết, cứ nằm ngủ ngay chọt ở đó à. Thì cái chị này cứ nghĩ hồi tối đêm qua ổng nhậu về xỉn quá rồi, đi về trễ nữa, giờ chắc mệt thức không nổi, thôi kệ cho ngủ đi. Rồi cái mình qua bển á, mình đi chợ phụ tiếp mấy dì mấy cậu trước, rồi chừng nào tới sáng sớm á, nếu mà ổng thấy không qua nữa đó thì mình qua mình kêu ổng đây. Vậy rồi cái mình ên chị đẹp này, bà chạy cái chiếc xe về tới bên nhà bà ngoại phụ tiếp mọi người. Đâu có ai nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Tới sớm luôn rồi, sư thầy người ta cũng tới, người ta tụng kinh niệm Phật, rồi bắt đầu mọi người nhập tiệc, ăn uống chung với nhau, cũng không thấy mặt của cái anh Trọng này. Thấy như vậy thì chú Út Chiến á, ổng đã quạo rồi. Ổng nói cái thằng này bữa nay á, cúng mẹ nó, rồi cúng bà ngoại nó nữa, không lẽ giờ nãy đi nhậu với bạn nó hay là đi đá gà đánh bài gì rồi, mà còn không nghĩ tới chuyện gia đình nữa. Cái ổng mới hỏi dương dâu của ổng là hỏi chị đẹp á, hỏi hồi sáng giờ bay có hỏi nó coi đi đâu không. Chỉ nói là ảnh còn ngủ trong mùng á, nhiều khi giờ này ảnh chưa có thức nữa ba, thôi để con chạy bển con kêu. Ông nói thôi để tao chạy bển tao kêu cho, má tao đập này chết mẹ nó luôn nè. Nhưng mà khi ổng đi qua bên nhà đó thì ổng thấy cửa cũng đóng, vô tới phòng khách á thì kêu không ai trả lời hết. Ổng đi thẳng vô tới trong buồng của hai vợ chồng á thì thấy cái thằng này nó cũng còn nằm, nằm cái tư thế như là ôm cái gối ôm á, xoay mặt vô trong cái vách tường vậy nè. Ổng mới kêu quản kêu Trọng ơi Trọng, thức dậy mày. Không có động tĩnh gì luôn, nằm ngay chọt có đó cứng ngắc rồi. Ổng lợi ổng lai á, ổng đụng vô cái vai thôi thì cái vai lạnh ngắt lạnh tanh luôn. Quay cái người ra thì cái người vẫn còn co vậy nè, vẫn còn ôm cái gối ôm, kỹ là vừa quay ngã ra mà cái người co quắp, giống như là một cái người đã bị đóng băng vậy đó. Tới lúc mà ngã cái người ra rồi á thì ổng mới hoảng hồn luôn. Ổng thấy cái mặt của thằng này á giống như là nó chết không được bình thường. Tại vì đâu có ai chết á mà cái mặt cứ gì nè, trừng trừng ra mà cái miệng há ra giống như làm mình chuẩn bị đón nhận một cái gì đó nó kinh khủng dữ lắm, rồi cái tự nhiên mình chết vậy đó. Có thể hiểu năm nào kiểu như là trước khi chết cái anh Trọng này ảnh đã gặp một cái chuyện gì kinh khủng dữ lắm này nè, rồi cái chết bất đắc kỳ tử luôn. Ổng không biết làm gì nữa, ổng ngã một cái ạch ra ngoài, ổng chỉ biết lết lết lui lui ra cổng nhà, rồi ổng kêu bà con chòm xóm vòng vòng ở đó đó, người ta kéo lại rồi người ta chạy vô thôi. Lúc mà người ta chạy vô thì ai cũng xác nhận Trọng con ông nó chết rồi. Hình như là nó ngủ á, cái đột quỵ nó chết luôn rồi ông ơi. Thôi giờ làm đám ma đi, bữa nay cũng là cái đám 100 ngày của vợ ông, rồi cái đám 49 ngày của bà má vợ ông nữa, rồi thằng con nó mới chết nữa. Thì tôi nghĩ cái nhà ông còn cái trùng tang nó chứ chưa có hết đâu. Anh nói lúc đó là ai cũng hoảng luôn,
Những cái người mà người ta đang tập trung ở bên nhà của bà cụ á, là cái đám trăm ngày đó, người ta cũng nhốn nhào chạy qua đây. Qua tới đó thì thấy nằm một đống cứng ngắc cứng đờ luôn rồi. Cái bà vợ khóc dữ lắm luôn. Còn riêng cái chú Út Chiến này á, ổng cũng sợ nữa. Ổng biết cái chuyện trùng tang chưa có hết rồi, cho nên là ổng mới chạy ù qua nhà của ông thầy Sáu Đậm á, nói giờ chú Sáu qua giúp con, chú Sáu ơi, giờ con tắt thở nó chết rồi. Rồi cái ổng cũng chạy qua ổng coi. Ổng đứng ổng nhìn cái xác vậy nè. Ổng nói trời ơi, không lẽ nhà của bay hết phước thiệt hả? Tại vì cái bữa đó đó, sư thầy người ta cũng đã cố gắng làm luôn rồi. Thiệt ra đó là có thể hết trùng tang chứ không phải là làm cho chơi đâu. Mà cái chuyện này nó cũng dính dáng tới cái phước với lại cái nghiệp nữa. Thôi thì mấy bây giờ tao dẫn mày lên trên chùa đó, gặp cái ông sư trụ trì đi, rồi cái hỏi sư coi có cách nào giải quyết không. Nhưng khi mà hai người lên tới đó, đâu có gặp vị sư ông nữa, tại vì sư ông đã viên tịch rồi, chỉ còn lại cái vị sư trụ trì mới thôi. Sư thầy mới nói là do sư thầy cũng là người mới lên thay thế rồi đảm nhận cái trách nhiệm này giùm cho sư ông, mà cái năng lực cũng chưa có bằng sư ông đâu, cho nên là cũng không có dám làm những cái chuyện này. Nếu được thì chỉ qua tụng niệm rồi hỗ trợ gia đình thôi, chứ cái chuyện mà cắt trùng tang như thế này á, thầy không có làm được đâu, thầy nói trước. Thiệt ra lúc đó cái ông thầy Sáu Đậm á, ổng cũng đã biết trước được kết quả này rồi, nhưng mà ổng vẫn muốn dẫn chú Út Chiến này lên trên chùa, nghe sư trụ trì người ta nói vậy, để ổng biết được cái tình cảnh của gia đình ổng á, là sư người ta còn không làm được, huống gì ổng. Trước khi về thì cái sư trụ trì mới này người ta mới nói là cái chuyện trùng tang này á, không phải muốn giải ngày 1, ngày 2 là xong, không phải nhờ ai cũng được. Thiệt ra đó sư cũng biết một cái vị này cũng cao tay lắm, nhưng mà mời người ta khó lắm nghe. Người ta cũng cúng theo những cái nghi thức của nhà Phật, kiểu như làm theo phía chùa Hàm Long vậy đó. Mà để làm được cái buổi lễ này á, thì tốn kém nhiều lắm, không phải tốn tiền cho sư thầy người ta ăn, không có phải, đừng nghĩ như vậy. Tiền ở đây là tiền mua sắm đồ lễ nọ, nó đội lên chứ không phải là những cái tiền khác đâu. Nhưng thôi, cái trước mắt bây giờ á là phải về lo cái đám ma cho người mất này đây nè. Cái chuyện cắt trùng tang á thì để sau cái đám ma ổn định một thời gian á thì mới tính cái chuyện đó, cỡ tuần lễ cũng được. Rồi vậy là mọi người mới về nhà lo cái tang sự cho cái anh Trọng này. Tầm khoảng một tuần lễ sau khi mà đã làm đám ma chôn cất cho con trai của mình xong rồi, thì một lần nữa thầy Sáu Đậm lại qua tới nhà của chú Út Chiến nữa để mà nói về cái chuyện này. Lần này qua đó thì thầy Sáu mới nói, đâu thử đi vòng vòng nhà coi, đào lên ba cái hũ mà ba cái nêu đất đó, chôn hồi cái bữa mà đám ma của vợ ông đó, mở lên thử coi nó có cái gì không. Mọi người biết không, khi mà đào lên rồi thì chú Út ông mới thấy 10 cái nêu bằng đất bây giờ nó bể nát hết trơn luôn. Những cái đồ mà bỏ trong cái nêu cũng không còn luôn. Mấy con lươn, mấy con cua phải chi mà nó chết rồi đó ha, thì mình cũng còn thấy xác, hay là nó phân hủy gì đó. Nói chung là không còn một cái dấu tích gì nữa hết. Những cái lá bùa cũng mất, mà ba cái niêu này nó đập bể hết, giống như có ai dùng cái chài đâm tiêu mà đập nát vậy đó. Thế như vậy thì hai người mới tức tốc quay trở lại ngôi chùa đó để mà gặp cái vị sư trụ trì mới. Sư trụ trì cũng có giới thiệu cho một cái người huynh đệ bằng hữu gì đó của sư. Sư mới nói cái người này người ta cũng cao tay lắm, tìm thì cũng khó lắm nha, giống như sư đã từng nói. Nhưng thôi bây giờ mọi chuyện tới đây á cũng chưa đâu tới đâu hết. Thầy sư cũng bấm bụng dẫn hai người tới nhà của cái vị huynh đệ đó luôn. Cái người đó người ta thường gọi là cái chú Hai Hân. Về tới nhà của chú Hai Hân rồi đó, thì thầy Sáu Đậm cũng có tường thuật lại mọi chuyện, kể từ cái lúc mà cô Ba Hường này cổ chết, rồi cho tới khi trong cái đám ma của cổ, ông Sáu Đậm có cùng với lại sư cụ, sư ông đó, có làm những cái lễ, những cái thủ tục sao, kể lại cho thầy Hai Hân này nghe hết. Thầy Hai ổng nghe vậy thì ổng nói là ừ, cái cách đó của chú á làm cũng đúng, tại vì cái chuyện trùng tang này á, làm cách đó nói chung tôi thấy cũng hợp lệ. Tuy nhiên cái chuyện mà 10 cái niêu đất nó bị bể á, tôi cũng thấy khó hiểu lắm nha. Như cái khả năng của tôi á, tôi còn không giải thích được nữa đó. Mà tôi nói hai chú nghe, bây giờ những cái người mà có khả năng cắt trùng tang á, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thậm chí tôi đây nè, nhiều lần còn trầy trật á, chứ không phải là làm dễ đâu. Cái cách thứ nhất á, là mình sẽ nhốt vong cũng như là mình nhốt trùng luôn. Tại vì trùng tang nó đang dẫn nhập ở trong cái vong đó luôn rồi. Cho nên khi mình muốn nhốt cái trùng tang này thì bắt buộc mình phải nhốt luôn vong hồn của người thân mình. Vậy thì nhốt vong bằng cách nào? Nhốt vong bằng cách mình đưa cái hình thờ này, đưa vong hồn lên trên chùa đó, rồi để vong hồn trong đó trong vòng 3 năm trời. Mà 3 năm này á, mình không được cúng kiến gì hết nha. Mình mà cúng kiến đó thì trùng tang này nó sẽ thoát ra, nó sẽ tiếp tục bắt những người trong nhà của mình nữa. Hiện tại chỉ có duy nhất một cái ngôi chùa mà giải được cái chuyện trùng tang này ok nhất thôi, chính là chùa Hàm Long.
Đây là một cái ngôi chùa đã quá nổi tiếng ở Việt Nam mình, chuyên về cái chuyện trùng tang luôn rồi. Nếu mình có khả năng, mình cứng rắn, mình đưa vong hồn của vợ mình lên tới đó ở 3 năm ở trọng đó, thì sau 3 năm có thể rước vong hồn của vợ mình về. Còn cách thứ hai là cúng giải trùng. Cái cúng giải này mình có thể cúng tại gia, không có cần đi tới chùa chiền gì hết, chỉ cần một người đủ năng lực được rồi. Mà cái cách này á, cái nhược điểm của nó là mình phải tốn nhiều chi phí lắm, mua sắm ba cái vật lễ nhiều nha, cực kỳ nhiều thì mới làm thành công. Riêng cái chuyện này là như vậy. Đắn đo suy nghĩ một hồi á, thì cái chú Út Chiến này ổng mới chịu cách hai. Tại vì mặc dầu thôi kệ đi, tốn kém cũng được, miễn sao vong hồn của vợ mình á đừng có bị tổn hại, đừng có bị nhốt là được rồi. Chứ bây giờ đưa lên trển 3 năm mà nghe người ta nói là phải nhốt vong nhốt trùng gì đó, thấy tội nghiệp quá hà. Thôi kệ đi, mình làm cách thứ hai. Do là mọi chuyện bây giờ nó cũng đã quá gấp rút rồi, thành ra sau khi bàn bạc với nhau xong rồi đó, bụp liền luôn. Thầy hai á bắt đầu liệt kê nguyên một cái danh sách, yêu cầu gia chủ bây giờ về nhà đó là phải mua đúng những cái món này nha. Nhìn thôi là chóng mặt liền. Bởi vậy á, cái chú Út Chiến ông nói nha, đúng thiệt như lời của sư thầy nói luôn, tốn thiệt. Cái thời điểm đó mà mua tất cả những cái món này, tính theo thời giá hiện tại bây giờ á, có thể hơn 100 mấy chục triệu luôn. Trước khi mà đi về nhà thì sư thầy có định ngày để mà sẽ tới cái nhà của chú Út Chiến này cắt trùng tang. Rồi thầy có đưa luôn cho ổng một cái sắp bùa gì nè, về dán ngay tại những cái vị trí nào trong nhà của ổng, với lại nhà của thằng con trai ổng, là nhà của anh Trọng vừa mới chết á. Dán đi, rồi tới cái ngày đó, sư thầy sẽ tới trước một ngày để lập một cái bàn hương án. Đợi cho tầm khoảng hơn tuần thì cũng đã tới cái ngày rồi. Trước cái bữa đó một ngày á, thầy hai có tới đây nè, tới trước ở một ngày luôn, rồi có dẫn theo 4 cái người đệ tử của mình nữa. Thầy hai mới nói 4 cái người đệ tử này thì mỗi người sẽ hỗ trợ ổng làm một cái giai đoạn. Có nghĩa là giai đoạn này thì người này cúng, giai đoạn kia tới người kia cúng. Chứ còn cái giai đoạn nào quan trọng thì thầy hai mới ra mặt thôi. Chiều ngày hôm trước thầy hai đã tới để mình lập cái bàn hương án chuẩn bị sẵn hết rồi. Bài đồ cúng sẵn luôn nha. Qua tới sáng sớm của cái ngày thứ nhất đó, bắt đầu thầy hai mới mặc cái bộ đồ của thầy vô. Cũng là cái bộ đồ của thầy cúng, một cái bộ đồ của hình bát quái màu vàng đó nha, chứ không phải đồ của sư thầy. 4 người đệ tử kia thì cũng mặc đồ ná ná như vậy. Trước khi mà thầy làm cái buổi lễ để mà cúng theo cách của thầy đó, thì thầy bắt đầu làm một cái lễ nhỏ để mà giải những cái lá bùa nằm ở trong cái niêu đất của sư ông ở trong chùa đã từng làm hồi trước. Tại vì mình không thể nào mình dập 2 cái loại bùa nó vô cùng một cái buổi lễ được, phải cho cái kia cắt đi trước đi rồi tới cái lễ này của mình. Toàn bộ cái buổi lễ này thì anh không chứng kiến nha, anh chỉ nghe người lớn, ông nội của anh kể lại thôi, chứ bữa đó là anh đi học hay sao đó, không có chứng kiến được khúc này. Nội của anh kể thì ông thầy cũng mặc cái bộ đồ đó, cũng cầm các cái kiếm bằng đồng xu, đứng múa qua múa lại mà kiểu hoành tráng lắm. Người dân người ta cũng coi nhiều, tại vì á chưa thấy một cái buổi cúng nào mà nó lớn như lại nhà của chú Chiến hết. Tại vì á đồ cúng nè, hình nhân, rồi ngửa giấy, rồi tùm lum hết, bài nguyên một cái sân, bự chảng gì nè, nhiều lắm. Do cái buổi cúng này nó rất hoành tráng, bởi vậy phải diễn ra trong vòng 2 ngày lận. Cái ngày đầu tiên á, buổi sáng á, thì thầy hai ổng mới cúng trong nhà trước, rồi sau đó sẽ cúng tới ngoài sân ngoài đường cho vong hồn ngoài đường ngoài xá đó. Ổng cúng bằng cách đó là giống như cúng cô hồn vậy thôi. Để đồ ăn, thức uống, bánh kẹo ở trong một cái mẹt tre vậy nè, cúng rồi hất. Ai mà tới lụm là coi như ta lấy lọc rồi. Càng muốn cho những đứa con nít tới đây nè, lụm bắt cái đồ này đi, càng lụm nhiều càng tốt. Qua tới ngày thứ hai thì mới bắt đầu cúng cho vong hồn của cô Ba Hường, với lại cái anh Trọng đó là vong hồn của hai mẹ con, là vợ là con của chú Út Chiến đó. Cúng xong rồi thì bắt đầu làm cái buổi lễ để mà gọi hồn của hai người này lên. Lúc mà làm cái buổi lễ gọi hồn của hai mẹ con á, thì thầy có sử dụng 4 cái cây tre luôn. Một cái cây tre thiệt là dài vậy nè, mà có nhánh, có cành, có lá luôn nha. Trên đó thầy có dán những cái lá bùa để làm chi? Để mà chiêu hồn của hai mẹ con này về. Nếu như hồn có về á thì hồn sẽ nhập vô cành tre đó, và cái lá tre không có gió, tự động nó sẽ đung đưa, nó quằn quại qua lại gì nè, nhìn là sẽ biết có hồn nhập vô trỏng, giống như là những cái phướng chiêu hồn vậy đó. Những cái cây tre này á thì người ta gọi là cái cành phan. Không biết mọi người biết cành phan là cái gì không? Thì khi đó thầy có kêu người chuẩn bị 4 cành phan như thế này. Một cái là do chú Út Chiến ông cầm, một cái là do cái thằng con trai lớn của anh Trọng cầm nè, một cái nữa là do cái thằng con trai út của anh Trọng, rồi thêm một cái thứ tư nữa chính là cái người con gái út của chú Út Chiến.
Làm tới 4 cái cây, nhưng mà chỉ có 2 cái cây có dấu hiệu là bị ma nhập vô thôi. Tại vì cái cây của chú Út Chiến đang cầm, không có gió, tự nhiên nó quật, nó quằn cái nhánh của nó xuống vậy nè, mà nó đung đưa qua lại, cái lá bùa nó bay phấp phới vậy nè, giống như có gió thổi, mà thiệt ra đang ở trong nhà mà, gió đâu ra, cố tình làm cho không có gió mà. Còn riêng 2 cái cây của 2 cái thằng nhỏ con của anh Trọng á, là cháu nội của chú Út Chiến á, nó không có hề hấn gì hết trơn, có nghĩa là 2 cây đó không có vong nhập vô. Mới vừa lung lai 2 cây này thôi á, thì một hồi sau cái người con gái Út của chú Út Chiến á, giống như là có dấu hiệu bị ma nhập. Hồi đầu không ai biết đâu, nhưng mà tự nhiên cái nó bình thường, bắt đầu nó khóc lên, nó khóc dữ dội luôn. Ông thầy hai ông biết rồi, ông mới nói ai nhập vô thì khai khẩu nói chuyện lẹ đi nha, tôi biết nhập vô rồi đó. Khi đó ông nội của anh nói nha, cây của bé Tinh Thu là nhọn cái Út này á, tự nhiên nắng bóp tay chân của mình nhiều lắm. Tôi đau lắm, tôi đau chỗ này chỗ kia, tôi đau nhiều lắm, mà giờ tôi nói chuyện không có được nhiều, nói chung xuống dưới á, tôi bị đánh quá trời luôn. Thầy hai ông nói là biết rồi, tôi biết rồi, biết bị đánh nhiều, nhưng mà xuống dưới á, có tội thì bị đánh ráng chịu đi, chứ khai tên con cháu ràng chi, để mà người ta lên đây nè, người ta bắt con bắt cháu mình đi đó, thấy chưa. Thầy hai nói xong á, là cái vong hồn trong người bé Út này á, chỉ biết khóc thôi chứ không nói gì được, tại vì hồn người ta cũng mới mất mà, còn yếu lắm. Cái ông thầy em cũng hỏi tiếp, ông hỏi bây giờ có đồng ý cho tôi làm cái buổi lễ tôi cắt trùng tang không? Tại vì theo như thầy nói với mọi người á, làm cái lễ này thì cần phải có vong hồn người ta đồng ý thì mình mới làm thành công. Chứ nếu mà ta không đồng ý á, mình làm cũng như không à. Đó chính là lý do tại sao mà mới làm những cây phướng này nè, chiêu hồn hai mẹ con này về đó. Rất là hên, vong hồn của bà Hường này bà gật đầu bà đồng ý nha, bà không nói gì hết. Cái thầy hai cũng hỏi thêm một hai câu hỏi nữa, rồi bà cũng xuất ra cho bà thăng. Sau đó thì mới tiến hành làm cái buổi lễ chính đây nè. Cúng vòng vòng trong nhà trong cửa hết trơn, nghỉ trưa một chút rồi tới chiều cúng ở nhà thêm vài tiếng nữa. Thì mới kéo nhau đi ra ngoài ruộng á. Cái chỗ mà chôn ba người là chôn bà cụ nè, chôn cô ba Hường, với lại chôn cái anh Trọng đó, trấn ở ngoài cái mã đó nữa thì mới gọi là ok. Qua hơn 2 ngày rưỡi trời ròng rã thì coi như thầy mới làm xong. Lúc này thầy cũng soạn đồ đi về rồi. Cái chuyện tiền bạc thì hình như là không có, tại vì bao nhiêu tiền bạc đổ vô ba cái đồ cúng để hết trơn luôn rồi. Thầy đi về thì thầy một lần nữa, thầy có coi là cái chỗ mà chôn ba cái niêu đất đó, sau khi mà thầy đã dẹp hết rồi thì thầy có nói, tới lúc này mới biết được cái lý do tại sao mà mấy cái niêu đất đó, nó bể hết. Là biết tại sao không? Tại vì sư ông á, khi mà sư ông làm một cái trận đồ để mà giải trùng tang này, sư ông mới vừa làm xong chưa được bao lâu thì sư ông bệnh rồi, cái sư ông viên tịch rồi, cho nên là cái quy lực, cái pháp chú nó đã bị giảm rất là nhiều. Chính vì cái lý do đó mà thần trùng ở trong những cái hũ này người ta đã phá ra được, đập bể những cái hũ này luôn. Thành ra đó là vong hồn của cô ba Hường này mới về bắt con của mình xuống tiếp theo. Nói chung trong cái chuyện gì cũng vậy, chỉ cần mình có cái sự tin tưởng, nhưng quan trọng là mình phải tìm được đúng thầy nha. Chứ tìm được cái người mà không có đúng á, thì coi như là tiền mất tật mang luôn. Sau cái lần đó thì gia đình của chú Út Chiến nó cũng không có còn cái chuyện gì xảy ra nữa, không ai phải chết nữa cả. Câu chuyện nó xảy ra cũng hai mấy gần 30 năm rồi. Hai cái đứa con của anh Trọng bây giờ nó cũng đã lớn, còn cái chú Út Chiến á, ổng cũng đã già lắm luôn rồi, đã rất là yếu. Tại vì thời điểm đó ổng cũng đã 40 tuổi rồi mà. Còn riêng anh á, thì kể từ lần đó anh bắt đầu tin hơn về những cái chuyện trùng tang. Anh không nghĩ nó chỉ nằm ở trên phim, trên ảnh này nọ thôi, nó là có thiệt. Và nghe tới đây câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.